Hôm nay mùng 1 tháng 5, do tác động của không khí lạnh, nên nhiệt ở Bắc Bộ đã giảm rõ rệt. Sau đây là dự báo diễn biến và tác động của không khí lạnh trong chiều tối và đêm nay. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa. Một số nơi đã có mưa to như Yên Phong, Hà Giang 60,4mm, Dương Quang, Bắc Cạn 57,4mm, Hà Lâu, Quảng Ninh 51,4mm. Trên đất liền, chiều tối và đêm mùng 1 tháng 5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 đến cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông thường tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo diễn biến về không khí lạnh